Hệ thống chống gió của Zippo hoạt động như thế nào? Hệ thống chống gió của Zippo không chỉ đơn giản là vài cái lỗ, mà là cả một hệ thống có tính toán. Tại thời điểm những năm đầu 193X, với mong muốn ra đời chiếc bật lửa có tính năng chống gió tốt hơn, dưới bầu trời lộng gió để dễ dàng châm lửa trại, Jorge Glaeseje, cha đẻ của Zippo đã cho ra đời chiếc bật lửa chống gió này. Chính nhờ tính năng này làm nên tên tuổi Zippo. Với thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng, Zippo đã trở thành chiếc bật lửa được ưa thích nhất những năm ấy. Hãy cùng Ambe tìm hiểu nguyên lý hoạt động của hệ thống chống gió trên chiếc bật lửa này nhé! Ngày nay, theo sự tiến bộ của con người và kỹ thuật, dựa trên tiền đề vốn có của chiếc Zippo đời đầu, bật lửa Zippo cải tiến hơn cả mẫu mã và chất liệu. Và đó cũng là lý do những chiếc bật lửa Zippo sản xuất tại Mỹ luôn là sản phẩm chính hãng và chất lượng tốt nhất. Hệ thống chống gió của Zippo có chống gió tốt thật không? Dòng bật lửa này được dùng trong những cuộc thám hiểm, thời chiến Việt Nam. Những người lính đi rừng đánh trận với thời tiết khó khăn, gió bão khắc nghiệt, chiếc Zippo Mỹ vẫn luôn làm tốt nhiệm vụ, chắc hẳn ai cũng có câu trả lời rồi đúng không? Vì sao chiếc bật lửa Zippo chống gió cực tốt? Với hệ thống chống gió của Zippo, buồng đốt chắn gió dài gần bằng 1/3 ruột, gồm những lỗ nhỏ giúp thông khí. Với kết cấu đặc biệt, ngọn lửa luôn đủ không khí để cháy, đặc biệt là ngọn lửa vẫn được bảo vệ trong buồng đốt. Cơ cấu đặc biệt này giúp cho chiếc bật lửa luôn cháy tốt kể cả khi bạn cố gắng thổi tắt nó. Lửa sẽ luôn luôn cháy cho đến khi bạn đóng nắp lại. Ngoài ra, bấc, tim và xăng Zippo cũng ảnh hưởng một phần tới hiệu quả chống gió này. Một sợi bấc tốt sẽ cho hiệu quả dẫn xăng đều và luôn đủ nguyên liệu để cháy. Hãy tìm mua phụ kiện chính hãng nhé. Nếu bạn tìm kiếm một chiếc bật lửa bền bỉ và chống gió thì Zippo là sự lựa chọn tuyệt vời nhất. Đến với Ambe Việt Nam, bạn có thể chọn cho mình chiếc Zippo phù hợp với sở thích cá nhân. Chúng tôi cam kết Zippo chính hãng, mẫu mã đa dạng và đầy đủ nhất. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Ambe. Nhớ nhấn nút đăng ký bên dưới và xem thêm các video mới để ủng hộ shop nhé!